Dạ, xin chào tất cả các anh cầu thủ nha. Và đây là video 1050 của shop em ạ. Và video này thì em gửi đến các anh rất là nhiều những mẫu cần lua nha. Hôm nay chủ yếu là cần lua này, cần dít, cắm gốc và những mẫu cần 2 khúc, 3 khúc, carbon. Hôm nay thì có tên reel hàng đẹp nha các anh. Cần tên reel này và phía cuối video thì em có cần Dawa Prime Sub bản 4m25, độ cứng CS cứng 30. Và đặc biệt cuối cùng là một cây 3 khúc nha các anh, 3 khúc cũng của Daiwa luôn, dòng Powercut 4m05 cứng 27 này. Đầu video thì em có cần chúc nghệ nhân ráp khúc nha các anh. Chúc nghệ nhân ráp khúc, một con máy câu Daiwa và những món phụ kiện em mới về hôm nay luôn. Cần để các anh gắn cần này và những cái combo phụ kiện như là cước Varibat, cước Nhật này các anh, và một cái hộp mồi Fly câu nguyên suối nha. Và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship đối với mỗi đơn cần là 40.000, đơn máy đơn phụ kiện thì là 30.000 một đơn ạ. Các đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship cho mình. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại có ghi bên góc trái màn hình 0933111365 nha các anh. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại có ghi bên góc trái màn hình nha các anh, là 0933111365 ạ. Và đầu tiên thì em có một cuộn dây cước dòng Varivat Tournament Line nha các anh. Varivat cước này là cước Nhật nha, cước nội địa Nhật, made in Japan. Và đường kính dây sẽ là 0.34mm, là nó khoảng tầm size cước số 4 nha các anh. Thông số tải cá 16 lb, tải 8 ký cá cho mình ạ. Cước Varivat Tournament này, made in Japan, nội địa Nhật nha các anh. Cái này thì em không có thấy ghi thông số, hình như là một cuộn của nó là 91 m giây nha các anh, 91 m giây, giá là 1.300 yên, giảm giá 1.170 yên này. Cứ Varivat này thì rất là xịn rồi, rất là nổi, canh dùng nhiều mình cũng biết này. Và mã số 1 199.000, mã số 1 nha các anh, có giá là 199.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2. Số 2 thì trong combo em có một cái hộp để các anh đựng phụ kiện, ví dụ chì, phao, lưỡi câu này. Mình là một cái hộp nhỏ mình đựng phụ kiện mang theo nha các anh. Bên trong thì nó cũng có sẵn chì cho mình, có sẵn chì và có một vị thẻo ạ. Một vị thẻo và sẵn chì nha các anh. Bên này vẫn còn phụ kiện nha các anh. Chống cần nè, cái này mình kẹp trên tàu, trên thuyền. Rồi chống cần nha các anh. Một cây kéo cắt cước và hai cục chì luôn ạ. Tiếp tục là hai cục chì to, chì câu săn hề nha các, và một con mồi, mồi Fly nha, một con mồi Fly có mồi thì ạ. Và combo những cái món phụ kiện này có giá là 200.000 nha các, 200.000 mã số 2, giá là 200.000 ạ. Mã số 2 cho mình nha, giá 200.000 phụ kiện. Và tiếp theo mã số 3. Số 3 thì em có hai cái cùm để canh các cần này. Em về được hai cái nha các, về được hai cái bình thường, cái này thì em gom nhiều em giao lô thôi. Hôm nay thì về được có hai cái, nó lẻ cho nên là em cũng bán lẻ luôn, 220 một cái nha các. 220 một cái. Đấy, hôm nay về được có hai cái thôi là em để em bán lẻ luôn nha. Anh nào cần thì mình liên hệ em ạ. Mã số 3 220.000 một cái nha các, 220.000 một cái như này. Mã số 3 ạ. Và tiếp theo mã số 4, tiếp tục là phụ kiện nha các. Mã số 4. Cái này thì mình cũng gắn ở trên tàu, trên thuyền rồi mình gác cần nha các. Gắn trên tàu, trên thuyền rồi gác cần này. Nó được 3 cái như này. Cái này hàng về sao em ghép em bán như vậy nha các. Của Daiwa luôn này. Daiwa. Gắn trên tàu, trên thuyền nha các. Gắn trên tàu, trên thuyền. Và mã số là số 3. À không, mã số 4. Combo phụ kiện này giá là 300.000 nha các anh. Combo mã số 4 có giá là 300.000 ạ. Combo phụ kiện mã số 4 300.000. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì em có một cái hộp để đựng thẻo đi câu, đựng thẻo câu biển nha các anh. Bên trong thì nó sẽ có bốn cái miếng thẻo như này. Canh bộ thẻo xong rồi mình gắn vào nha. Nó có sẵn như này. Có sẵn, cũng có buộc sẵn thẻo rồi nha các. Cả hộp đựng và cả những cái miếng để canh, để mình buộc thẻo này. Cả cái hộp đựng bên ngoài luôn nha các. Cả hộp đựng bên ngoài và phụ kiện bên trong. Mã số là số 5 ạ.
Mã số 5 có giá 119.000, mã số 5 nha các. Hộp đựng thẻo có giá là 119.000, mã số 5 ạ. Và tiếp theo là mã số 6 nha các. Mã số 6 sẽ là một hộp mồi câu pha ly ạ. Mã số 6, hộp mồi câu pha ly của Shimano nha các. Và các xem này. Shimano. Bên trong thì nó sẽ là những con mồi như này. Mồi này thì đã qua sử dụng nha các, cho nên là nó có hơi bị rỉ sét ở mấy cái lưỡi á, mình về mình thay lưỡi rồi mình câu nha. Mình thay lưỡi rồi mình câu thôi các. Những con mồi trong này toàn mồi xịn, mồi đắt tiền này. Combo hộp mồi câu pha ly ạ. Mồi câu pha ly. Hộp là hộp của Shimano nha các. Hộp của Shimano. Và mã số phụ kiện này là mã số 6. Mã số 6 giá 319.000. Mã số 6 nha các, cái giá là 319.000 ạ. Hộp mồi pha ly. Và tiếp theo số 7. Số 7 cũng là phụ kiện đấy các. Một cái túi phụ kiện. Hàng em mới về luôn nha. Mới về luôn, tranh thủ lên video cho các anh. Trong cái túi phụ kiện này thì nó sẽ có một cái hộp nhỏ, bao gồm những cái hạt chặn này các. Một cái hộp nhỏ hạt chặn nha. Nó sẽ chia ra thành từng ô như này, rất là tiện luôn. Rất là tiện. Các anh có thể đựng những cái phụ kiện nhỏ này. Nó chia ô ra hết nha các. Chia ô cho mình đựng phụ kiện hết này. Một ngăn bên này nha các. Và bên này cũng có này. Để mời xem. Cũng là hạt chặn luôn nha. Hạt chặn phụ kiện này. Phụ kiện nào theo kèm. Và tiếp theo cũng là những cái vĩ thẻ. Những cái miếng này để canh gắn thẻo nha. Mình buộc thẻo câu biển á các. Buộc thẻo câu biển mình gắn vào trong này rất là tiện lợi nè. Để nó cho mình 7 miếng. 7 miếng nha. 7 miếng để canh buộc thẻo câu biển. Và một vĩ bên trong này có gì đây. Canh đợi một tí. Cái này thì em cũng không có đành lắm nha các. Này em cũng không rành lắm này. Cái này là phụ kiện theo kèm nha. Có cái nào em sẽ giới thiệu cái đó cho các anh ạ. Cái này phụ kiện theo kèm. Có cước xịn nè các. Có cước xịn 50 m giây, 1.890 yên ạ. Xa số 2 đường kính dây 0.35mm, 0.23mm chứ em nhầm. Cái số 2 nè. Và một cái cuộn 2.5 nữa các. Cuộn 2.5 này cũng là 50 m giây cho mình nha. Đường kính dây là 0.26. Được thêm hai cuộn cước. Và những cái vĩ phụ kiện nhỏ, vĩ lưỡi linh tinh, phụ kiện nha các. Phụ kiện hạt chặn này, khóa ly. Rất là nhiều phụ kiện bên trong. Thêm một hạt một hộp hạt chặn nữa các. Combo này thì lấy phụ kiện hạt chặn nhiều với lại hai cái cuộn cước xịn cho mình này. Cước 1.890 yên ạ. Và cả túi phụ kiện này thì có mã số 7 nha các. Mã số 7 giá là 650.000. 650.000 mã số 7 ạ. Riêng hai cuộn cước là hơn tiền cái túi rồi nha các. Chỉ có hai cuộn cước đó là hơn tiền cái túi này rồi. Và thêm rất là nhiều phụ kiện đi kèm cho các anh ạ. Mã số 7 giá là 650.000. Và tiếp theo mã số 8, em giới thiệu đến các anh một con máy câu nha. Máy câu Daiwa dòng mà V-Rod 3000, size máy 3000, thích hợp câu đơn ngâm ạ. Đơn ngâm, câu lua này, cá lóc, cá chẽm đều được hết. Ca cước con lăn, hoạt động tốt, cối kim loại, cối sóng, xoay có tiếng kêu. Con lăn còn sáng đẹp và có thể đảo chiều tay quay bên trái bên phải đều được nha các anh. Máy này là hàng China xuất thị trường Nhật. Có thể đảo chiều tay quay bên trái bên phải được. Canh câu tay trái hay tay phải cứ báo em đổi luôn, em gửi cho các anh. Thuận tiện mình đi câu nè. Đây là mặt sau của máy nha. Ngoại hình thì còn tầm 85 thôi. Có xước theo năm tháng các anh. Hàng Nhật bãi không tránh khỏi. Máy size 3000 nha. Size 3000 thân carbon, cối với lại tay quay là dạng kim loại. Và mã máy số 8 ạ. Mã số 8 giá của máy Daiwa này là 686.000, 686.000 nha các, mã số 8. Tiếp theo mã số 9 thì em có cần ISO nha, ISO 4 Fit đọc cực kỳ dẻo dai luôn. Số 9 này, một cây ISO 4 Fit dài 2m1 của Olympic ạ.
Những cái dòng cần này các anh ở Hạ Long Quảng Ninh mình rất là chuộng nè, vì cần chuyên câu bè nha các, chuyên câu bè cá cháp, cá hành, giò dìa này, các anh rất là chuộng. Olympic 2m1 ạ, khoen thì sử dụng toàn bộ là Fuji loại sứ xám, bát Fuji FS5, bát gập, tay cầm thì được vốn chỉ như này nha. Và đo cần 1 ly trọng lượng 102 g, mã cần số 9. Mã số 9 và giá cái này là 290.000, 290.000 2m1 còn mới đẹp nha các anh. 290.000 ạ. Tiếp theo mã 10 sẽ là một cây 3m3. Một cây 3m3, cây này dài hơn nhưng mà chinh chiến nhiều hơn nha các anh, cho nên là nó có xước này. Chinh chiến nhiều. 3m3, độ cứng tầm 1.5 cho đến 2 nha các anh. Những cây này nếu mà tính theo cần tay á, thì nó sẽ khoảng tầm là 3 cho đến 3.5h. Tầm 3 đến 3.5h cho mình ạ. Không quá võng nha các anh, nhưng mà cũng có cảm giác để canh câu cá dìa, giò này, cháp thanh, câu cá cá đục. 3m3 Olympic Hàn Quốc xuất nhập, đo 0.8 trọng lượng 169 g và mã số 10. Mã số 10 giá 280.000, mã số 10 nha các anh, giá là 280.000. Tiếp theo 11 sẽ là một cây cần trúc đáp khúc. Cần trúc đáp khúc chiều dài 2m1 nha các anh. 21 cây này là nó có một cái nắp chụp bằng trúc đi kèm luôn ạ. Khoen thì sử dụng mà khoen Fuji xứ xích, khoen cái với lại đầu bu là xứ xích, còn lại là khoen xứ xám nha các anh. Còn lại là khoen Fuji xứ xám. Có những cái ở dưới này cũng là khoen xích là cách. Được tổng cộng là 4 cái khoen xích với một cái đầu bu xích ạ. Còn lại là khoen xứ xám. Bát thì là bát Fuji FX6 bát gập. Cần dài 2m1. Chút đắp khúc nha các anh. Anh nào đam mê chút thì mình tham khảo ạ. Và đọt là 1 ly 3 trọng lượng 195 g. Mã cần số 11 giá 400.000. Mã 11 cây này giá 400.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 12 nha các anh. Mã 12 là một cây cần trúc đắp khúc ạ. Là một cây cần trúc đắp khúc nha các anh. Cái phần tay cầm rất là đẹp này. Nhưng mà các xem cây này thì chiều dài là 1m2. Chiều dài 1m2, dàn khoen đi kèm là khoen sứ xám nha các anh. Cây này khoen cái là sứ xích này, còn lại là khoen sứ xám. Đọt 2 ly 2, 214 g. Bát Fuji FS6 và mã cần số 12 giá 300.000. Mã 12 giá cần 300 nha các anh, tay cầm bóc chút rất là đẹp ạ. Mã 12 giá 300.000. Và tiếp theo sẽ lên những cây cần bên dưới này cho các anh nha. Đầu tiên một cây cần câu dít cắm gốc, dạng cần máy ngang ạ. Mình câu dít hoặc là câu bè đều được nha các anh. Đọt nó dẻo dai cực kỳ luôn, không vuốt nha. Đọt rất dẻo dai. Cần máy ngang ạ, chiều dài là 1m7. Và phô cần là phô carbon. Đọt này là đọt đặc tháp nha các anh. Đọt đặc tháp phô cần carbon. Phôi khá là dày nè. Bên dưới có tay cò. Bát thì sử dụng là dạng bát vặn nha các anh. Và tay cầm cái mút. Chiều dài 1m7, dòng Zip Pro. Và tải mồi từ 10 cho đến 80 g. Tải dây bê của cây này nó được dây 1 nha các anh. Dây 1 chấm ạ. Tay cầm cái mút. Đọt 1 ly 5, trọng lượng 150 g. Và mã cần số 1. Mã số 1 cây này sẽ có giá là 550.000 nha các anh. Mã cần số 1 cần câu dít cắm gốc carbon giá 550.000. Tiếp theo mã số 2 em giới thiệu đến các anh một cây cần câu lua máy ngang của Shimano nha. Dòng Majestic dài 2m1, độ cứng MH ạ. Và cây này tải mồi từ 10 cho đến 30 g, tải cá từ 10 đến 20 lb nha các anh. Tải trên dưới 10 kg cá ạ. Cần Shimano 2m1. Hàng China nha các anh, cái biên China. Phôi carbon xoắn toàn thân luôn, xoắn cả gốc cả ngọn, nó xoắn rất là đẹp nè, mời các anh xem. Cái vân xoắn nữa rất là đẹp nha, và cần còn mới, mới 90-95% nha các anh. Cái này ít xước, cần còn đẹp ạ, cần máy ngang. Máy ngang thì mình sẽ lắp máy nằm bên trên nha các anh. Và đọt là 2 ly, trọng lượng 134 g, mã cần số 2. 2m1 giá 370.000, 370.000 mã số 2 nha các anh. Và tiếp theo mã số 3, số 3 cũng là một cây lua máy đứng nè các anh, chiều dài 1m8, độ cứng ML, dòng lua spinning. Hàng Korea xuất thị trường Nhật ạ, tải mồi sẽ từ 7 cho đến 21 g, tải cá từ 8 cho đến 20 lb. Cần lua Hàn Quốc nha các anh, 1m8, cứng ML. Khoen thì sử dụng là khoen Fuji loại sứ đen này. Khoen Fuji sứ đen cho mình. Bát sử dụng là dạng bát hãng, bát vặn, tay cầm cánh mút ạ. Và ngọn cần là 1 ly 6, trọng lượng 110 g nha các anh.
110g, mã cân số 4. Và giá của cái này là 500.000, mã cân số, à không, mã số 3, em nhầm, mã số 3 500.000 nha các. Còn câu lưu mấy đứng ạ? Và tiếp theo mã cân số 4. Số 4 là một cây cần câu lưu máy ngang 1m65 độ cứng M. Tải mồi của cây này thì nó từ à không, cái này thông số tải cá nha các, từ 4 cho đến 12 lb. Cần lưu máy ngang 1m65 cứng M. Khuyên sử dụng toàn bộ là khuyên Fuji loại sứ đen hết ạ. Khuyên Fuji sứ đen, bát và bát hãng nè các. Bát hãng, bát vặt. Máy ngang lúc nào bên dưới nó cũng có tay cò hết nha. Nó sẽ có tay cò để các anh có cái điểm tựa ấy. Bát thì sử dụng là bát hãng này, tay cầm cánh gỗ vẫn còn nguyên siêu. Khoen hai chân Fuji loại sứ đen 1m65 cứng M, đồng 1.7 ly, trọng lượng 107 g, và mã cần số 4 nha các anh. Mã số 4 cây này có giá là 550.000, mã cần số 4 550.000 ạ. Tiếp theo là mã số 5, một cây cần câu lưu máy đứng nhẹ tên luôn nha các anh. Cây này mà lưu mương lưu suối hết bài luôn này. Đấy, kênh trap nhẹ tên, chiều dài 1m5, độ cứng L. Và cái này nó chỉ có 76 g thôi các anh. 76 g thôi. Các anh cầm mình câu lưu, mình ném mồi liên tục không sợ mỏi tay luôn nha. Lắp vào con máy 1.000 hoặc 1.500, 2.000 rất là hợp lý luôn nha các anh. Rất hợp lý. Quen với cả đầu bu đều là Fuji loại sứ xám hết ạ. Ken Trap carbon xoắn toàn thân, màu xanh rêu nha các anh. Xanh đen, nó là màu xanh đen, 1m5 cứng L. Bắt hãng bắt vặn, tay cầm cánh gỗ còn nguyên siêu, à không, tay cầm cánh gỗ nha các. Còn đây là bát của cần, bắt hãng bắt vặn. Đọc 1 ly 6, trọng lượng 76 g, và mã cần số 5 ạ. Mã số 5 giá 700.000, mã cần số 5 có giá là 700.000. Và tiếp theo mã số 6 là một cây lưu máy đứng của Daiwa nha các, dòng Satezone. Còn lưu máy đứng Daiwa 2m4 độ cứng L. Tải mồi từ 5 cho đến 28 g, còn tải cá từ 6 cho đến 12 lb ạ. Hàng Việt Nam xuất thị trường Nhật, có mã code và có tên vàng đầy đủ hết luôn. Khoen hai chân này, khoen Fuji sứ đen nha các, nhận khoen hai chân. Bát cũng sử dụng là bát Fuji, bát vặn, tay cầm cánh mút. Khoen bát Fuji cho mình ạ, tay cầm cánh mút nha. Cần câu lưu máy đứng của Daiwa, đọc 1 ly 8, trọng lượng 143 g, và mã cần số 6 nha các. Cái này có mã số 6, giá cần sẽ là 890.000, mã số 6 2m4 cứng L, giá 890.000 ạ. Và tiếp theo là mã cần số 7, là một cây cần câu lưu máy ngang 1 khúc nha các. Cái này là dạng cần 1 khúc dòng Quantum, khuyên xích hết luôn các, cần rất là đẹp, mà các xem. Dài 1m68 cứng ML, tải mồi 1/8 đến 1/2 OZ, tải cá 4 đến 12 lb. Bác sử dụng bát hãng, bát vặn. Tay cầm cánh gỗ này, tay cầm cánh gỗ đẹp. Còn 1m68 nha các, lưu máy ngang 1 khúc. Dàn khoen là khoen xích toàn bộ luôn ạ. Cái này đẹp cực kỳ luôn nha các. Khoen này, nguyên zin hết. Khoen xứ xích. Nước sơn cũng không có xước nhiều, cũng còn được 85-90%. Khoen với đầu bu đều nguyên zin nha các. Cái đầu bu của nó cái xứ ấy, nó còn sáng bóng luôn. 1m68 nha, cứng ML. Đọc 1 ly 3, 116 g, và cái này mã số 7. Mã số 7 cần lưu máy ngang 1 khúc giá 800.000, mã cần số 7 giá 800.000 nha các anh. Và tiếp theo là mã số 8 ạ. Số 8 sẽ là một cây cần câu lưu máy đứng cần 1 khúc, cây này cũng là dạng cần VIP nha các anh. Cần VIP nè, hàng hiếm của Daiwa ạ. Khoen với lại đầu bu đều là Fuji xứ xích hết, nguyên zin theo cần. Cây này là dòng đời cao nha các anh. Dòng đời cao Daiwa, khoen hai chân, khoen xứ xích. Daiwa bản này là bản Thái Lan xuất thị trường Nhật ạ. Thái Lan xuất Nhật. Về chiều dài thì nó là 1m, cái này là 1m47 nha các. 1m47 gần 1m50. Tải mồi từ 1/32 đến 1/4 OZ, tải cá từ 3 cho đến 8 lb, độ cứng L. Hàng đời cao, bát rất là xịn sò nè các xem. Các xem cái tiếng vặn bát đây nha. Hàng đời cao rất là xịn sò luôn, tay cầm cánh mút cho mình. Con cũng nhẹ tên nha các, nhẹ tên thôi, chỉ có 107 g. Nước sơn màu xanh rêu, phô carbon xoắn, có tên vàng đầy đủ. Con zin nguyên bản nha các, 1m47 cứng L của hãng Daiwa. Bát rất là xịn sò luôn. Và cái này đọc 1.5 ly, trọng lượng 107 g.
Ba mã cân số 8 ạ. Mã số 8 cần lưu đa qua một khúc này giá là 2 triệu. Giá là 2 triệu mốt 50, đang sale chẳng còn 2 triệu nha các anh. Mã số 8 giá 2 triệu ạ. Và tiếp theo mã số 9. Anh nào mà mình đang tìm cần lưu ghềnh, lưu biển hoặc là săn lóc bông, lóc rừng, câu cá chẽm, cá sộp này, câu đa dạng, những cái dòng đánh bạo lực tí nha các anh. Đánh bạo lực có thì mình tham khảo mẫu này nha. Phô xoắn ít hai da toàn thân, hàng đẹp ạ. Yamaga nội địa Nhật, made in Japan. Chiều dài là 2m7, độ cứng MH nha các anh. Made in Japan này, Yamaga Plain 2m7. Cái này thông số tải mồi mát của nó tải được tới 60g ạ. Tải 60g carbon xoắn toàn thân. Khoen hai chân Fuji xứ xích. Khoen gold nha các anh, dạng khoen xích gold. Khoen Fuji đẹp nè, khoen xích gold cho mình. 2m7 cứng MH nha các anh. Và thông số ngọn là 1 ly 9, trọng lượng sẽ là 155g ạ. À, 1 ly 9. Tay cầm cái mút này. Chuyên lóc bông, lóc rừng, cá nước ngọt, nước mặn này, hoặc canh câu cá sộp đều được hết nha. Câu đa dạng địa hình, thoải mái ạ. À. Phôi xịn giá tốt nha các. Phôi xịn giá tốt. Chuyên cái phôi xoắn gân ít hai da này với cả dàn khoen xứ xích. Rất là xịn sò, rất là chất lượng cây cần này luôn. Nên mời các anh trải nghiệm thử nha. Đồng 1 ly 9 155g và mã cần số 9. Cái này có giá 1 triệu 450 nghìn. 1 triệu 450 nghìn mã số 9 nha các anh. Tiếp theo mã số 10 là một cây lưu máy đứng 2m7 ạ. Short water drop 2m7, độ cứng đây là cứng tầm M, ML cho đến M, ML đến M, khoen Fuji xứ xám, khoen chân gôn. Còn đầu bu là đầu bu xích nha các anh. Khoen xứ xám, đầu bu xích, chống xoắn dây nè. Nước sơn màu xanh tím ạ, xanh ngã tím, 2m7, độ cứng ML cho đến M. Và bát là dạng bát Fuji, bát vặn, tay cầm cán gỗ nha các anh. Bát Fuji, bát vặn, tay cầm cán gỗ. Dạng khoen là khoen ba chân cho mình ạ. 2m7, cứng ML đến M. Và đo cần 1 ly 8, trọng lượng 185g. Cái này mã số 10 nha các anh. Mã số 10, 1 triệu 650 nghìn. Mã số 10, 1 triệu 650 nghìn ạ. Và tiếp theo là mã số 11. 11 sẽ là một cây lưu máy đứng của Play nha các anh. Cần câu lưu máy đứng Play. Dạng khoen của cây này cũng rất là đẹp luôn các anh. Đẹp rất ngay luôn. Các anh xem cái sứ này. Cái màu sứ nó còn quá sáng nha. Nó chưa hề sờn, chưa hề cũ theo năm tháng luôn các anh. Nước sơn cho đến dàn khoen, cho đến sứ này. Quá đẹp ạ. Da 2m7, độ cứng L. Tải mồi từ 3/16 đến 5/8 OZ. Tải cá từ 8 cho đến 14 LB. Play hàng Đài Loan xuất thị trường Nhật. Bát Fuji chữ vàng, bát vàng. Tay cầm là dạng cán gỗ nha các anh. Tay cầm cán gỗ phô carbon. Dàn khoen hai chân Fuji loại xứ xích ạ. Đầu bu cũng là đầu bu xứ xích luôn nha các. Rim nguyên bản của cần, không hao hụt, không dập gãy nè. Và cây Play 2m7 cứng L này có ngọn là 1 ly 8, trọng lượng 191g. Mã số 11 và giá cần là 1 triệu 650 nghìn. 1 triệu 650 nghìn mã cần số 11 nha các. Tiếp theo mã số 12 là một cây cần lua Daiko hàng nội địa Nhật ạ. Lua Daiko chiều dài 3m3, độ cứng ML nha các. Hàng lua mà 3m3, 3m trở lên là đã hiếm rồi các. 3m, 3m3 rất là hiếm. Cái này có độ cứng là ML. Tải mồi từ 3/16 đến 1/2 OZ. Tải cá từ 6 cho đến 12 LB. Daiko nha các. Khoen Fuji xứ xám, bắt hãng bắt bạc. Dạ khoen hai chân này. Khoen hai chân Fuji loại xứ xám cho mình ạ. Phô carbon xoắn. Phô carbon xoắn ạ. Mời các xem. Xoắn toàn thân nha. Cần Daiko 3m3, độ cứng ML. Ngoại hình nước sơn thì còn tầm 80-85% nha các. Hàng bãi đã qua sử dụng nên là có xước xác ạ. Không tránh khỏi được. Daiko nội địa Nhật. Và đo của cây này là 1.3 ly, trọng lượng 218g. Cần lưu Daiko mã số 12, giá cần là 1 triệu 550 nghìn. Lưu Daiko mã 12 nha các, 1 triệu 550 nghìn ạ. Và tiếp theo mã số 13 thì có một cây cần cắm gốc nha các. Một cây cần cắm gốc. Cây này thì nó có chiều dài là 2m1, tải tới 20 LB luôn các. Cần cắm gốc của Kotak ạ.
Protect Boost này. Còn cắm gốc, cái này nó mới ken luôn các anh. Quá tuyệt luôn, như là hàng siêu lướt, chưa qua sử dụng cũng có thể nha các anh. Protect Bát còn nguyên siêu chưa bóc. Bát hãng, bát vặn này. Cái bát nó sáng bóng mà các anh, và cần cũng vậy, còn mới ken luôn. Cái này thì cứng tầm 2 đến 300, khoảng tầm 200 rưỡi nha các anh. 2 đến 300 này, đọt to, độ cứng cao, phôi carbon xoắn đẹp, màu nước sơn cũng còn đẹp, chưa có xước nhiều nha các anh. Và nước sơn em thấy cái màu của nó cũng còn mới, nó không có bị cũ theo năm tháng ạ. Cái màu nó chưa hề cũ theo năm tháng luôn các anh, màu còn đẹp nè. Và đọt của cái này đọt to, đọt còn to nha các anh, đọt 4.6 ly, đọt siêu to 4.6. Khuyên thì là dạng khuyên hãng, khuyên hãng bắt qua bắt hãng luôn, đọt to. Cần cần cắm gốc Cotex nha các anh, Cotex. Và mã số 13, cây này có giá là 1.850.000, cần VIP nè, cần cắm gốc cứng 200 đến 300. Mã số 13 giá là 1.850.000 ạ, mã cần 13. Và tiếp theo mã số 14 là một cây cần hai khúc nè các anh. Mã 14 một cây hai khúc 2m1, độ cứng 30, dòng carbon process selection 2m1 cứng 30, cần Hàn Quốc xuất Nhật ạ. Bát thì sử dụng là bát Fuji, bát vặn, tay cầm cán mút, khoen Fuji loại sứ xám nha các anh. Khoen Fuji sứ xám. Cần dài 2m1 cứng 30, đọt là 2 ly, trọng lượng 164 g nha các anh. 164 g. Cái này thì mã 14 giá là 586.000. 586.000 mã cần số 14 nha các anh. Có thể đánh ngâm lăn xê này, hoặc anh câu sông, câu hồ, câu đa dạng nha các anh. Còn hai khúc ba khúc câu rất là đa dạng. Mã 14 586.000. Tiếp theo mã 15 là một cây holder lock 2m1 ạ. Một cây cần hai khúc holder lock 2m1. Phôi là phôi carbon và độ cứng tầm 50 80 nha các anh. Cứng 50 80. Đọt 1 ly 9. Và khoen thì sử dụng toàn bộ là Fuji sứ xám hết. Khoen Fuji sứ xám, tay cầm cán mút nha các anh, cần phôi dày chắc chắn, holder lock 2m1 cứng 50 80. Ngầm là C, cá chép, cá chim, hồ dịch vụ nè các anh, thoải mái. Đọt là 1 ly 9 trọng 210 260 g và mã cần số 15. Giá 600.000, mã 15 giá cần 600.000 ạ. Tiếp theo 16 là một cây 3 khúc NFT nha các anh. 3 khúc NFT dòng Simati, dài 3m3 cứng 40 ạ. 3m3 cứng 40, power lock Aspen. Khoen Fuji sứ xám, đầu bu Fuji sứ xích chống xoắn dây ạ, ra dây nhanh chống mài mòn dây nha các anh. Khoen sứ xám, đầu bu sứ xích. Cái này thì zin nguyên bản, không hao hụt, không dập, không gãy. Chỉ có cái là bên Nhật họ câu á, họ sơn cái màu xanh này lên nha các anh. Nhưng không dám tẩy nha, vì sợ nó ăn vào cái nước sơn zin của con. Là anh nào mà mình biết xử lý cái màu sơn này, mình có thể về xử lý hộ em nha. Em bán giá theo tình trạng con ạ. Con không dập, không gãy, không lỗi lầm nha các anh. Chỉ họ thích họ sơn cái màu xanh vào cái phần góc giữa với lại cái ngọn thôi, cái khúc ngọn này thôi. Bát thì sử dụng dạng bát Fuji chữ vàng, bát vàng NFT cần 3 khúc. 3m3 cứng 40, ngọn là 21, trọng lượng 345 g, mã số 16. Mã 16 giá cần sẽ là 1.550.000, 1.550.000 mã số 16 nha các anh. Và tiếp theo là mã số 17 là một cây ten drill nội địa Nhật ạ. Một cây cần ten drill cần cắm gốc nha các anh, cắm gốc. Cái này thì chiều dài nó sẽ là 2m7 nè các anh. Chiều dài 2m7, hàng nội địa Nhật cho mình luôn, made in Japan nha. Hình như tải mồi của cái này nó tải được tới 800 g nè các anh, cái này tải siêu khủng. Ten drill nội địa Nhật có mã code có tên vàng. Và khoen thì sử dụng là khoen Fuji sứ xích, dạng khoen cánh bướm ạ. Toàn thân luôn nha các anh, từ khoen cái cho đến cái khoen ở trên ngọn luôn. Toàn bộ là khoen cánh bướm hết, khoen Fuji sứ xích. Bát Fuji chữ vàng, bát vặn. Bát Fuji chữ vàng, bát vặn nha các anh. Cần ten drill phôi carbon. Phôi carbon nha. Hàng VIP, hàng cao cấp nha các anh. Lâu lâu mới về được một cây nè. Cần cắm gốc ạ. Đọt nó đây, cứng ngắc luôn nha các anh. Này tải mồi cao, tải 800 g. Đọt 2 ly 8, trọng được 342 g. Và mã cần số 22.
Mã 22 giá cần là 2.150.000. 2.150.000 mã cần số 22 nha các anh. Tiếp theo là mã 23, một cây đa hoa prim sub 4m25, cứng 30, cứng xế đó. 4m25, cứng 30 nha các anh. Có sử dụng Fuji Stainless LF7 dạng bắt gập. Khoen thì là khoen Fuji xứ sán toàn bộ hết nha. Khoen Fuji loại xứ sán có định vị khoen nè các anh. Có định vị khoen. Bốn mét hai mươi lăm cứng xế cứng 30 ạ. Khoen Fuji loại xứ xám và cái khoen cái của nó cũng là một khoen xứ xám luôn các, là khoen xứ xám. Khoen bát đều là Fuji hết. 4m25 cứng xế và cái bản này của nó là bản chữ T đỏ nha các anh, rim sub T đỏ, bản China xuất thị trường Nhật ạ. Và các anh cứ yên tâm, hàng China nhưng mà chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn theo Nhật nha, cho nên mới xuất sang Nhật được. Và bát thì sử dụng là Fuji Stainless là F7 gập. Đọc cần là 2 ly 6, trọng lượng 446g, mã số 23. Ô em nhầm cơ, em nhầm nha, cây này mã số 18 thôi. Mã 18 giá cần là 2.400.000, mã 18 giá cần 2.400.000 ạ. Cái mã NFT này là 16 nha các, 16 này, 17 và cái mã đa qua vừa rồi là 18 ạ. Cuối cùng kết thúc video là mã 19 nè các. 19, một cây cần lục 3 khúc, dòng Power Cut 4m05, cứng DX, cứng 27 ạ. Độ cứng DX nha. Khoen là khoen Fuji dạng cánh bướm hết các, Fuji loại xứ xích dạng khoen cánh bướm này, từ khoen đề ba cho đến những cái khoen nhỏ luôn, và một khoen cánh bướm hết. Đầu bu cũng vậy, Fuji xứ xích nha các, Fuji loại xứ xích, Dawa Power Pass 4m05, cứng xế đỏ, cứng 27, và bass là bass Fuji Stainless LF7 dạng bắt gập, có tem vàng đầy đủ nha các, hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật, là quà Thái Lan ạ. Và mã số là mã 19. Mã 19 giá cái này là 3.950.000, 3.950.000 mã cần số 19 nha các anh. Rồi em quên giới thiệu đến các anh thêm vài cái cây keyboard để chụp hình quay phim này. Đấy, những cái này thì em cũng không có chuyên, không chuyên lắm về mặt hàng này nên em xin phép lên nhanh nha. Có sao thì em giới thiệu như vậy nha các anh. Nói chung là hoạt động thì vẫn còn tốt hết, không lỗi lầm nha. Nó có những cái lóng zoom như này, các anh muốn zoom cao tới đâu thì cũng có thể zoom nha. Đấy. Thu gọn thì tầm 50-55 cm này, còn zoom ra hết mức thì được 1m1, 1m2 nha các anh. Phần tay cầm để điều chỉnh quay đây. Tripod chung quay phim chụp hình. Cái này thì nhỏ gọn này các anh, 250.000 mã 20. 250.000 nha, mã số 20 ạ. Tiếp theo mã số 21. 21 thì có một cái hãng Slick nha các, Slick 800G. Slick 800G. Anh xem nè. Cũng có thể kéo xuống được và nó cũng có zoom luôn. Em muốn zoom tới đâu thì mình cứ xoáy ốc thôi. Cứ xoáy ốc là được. Slick 800G. Cái tay quay đây các. Tay cầm nữa quay đây. Hoạt động còn ổn định hết nha các, ổn định hết. Mã 21 giá 350.000, 350.000 mã số 21 ạ. Tiếp theo là 22. 22 cây này rất là xịn nha các, cây này dành cho các mình sử dụng dạng chuyên nghiệp luôn, mình dùng dạng chuyên nghiệp á. Lấy cây này Hansa Made in Japan này, cầm rất là chắc tay, rất nặng tay nha các. Hàng Japan cái chất lượng của nó rất là khác nha, cầm rất là nặng tay, rất là đầm tay luôn. Cân muốn zoom tới đâu thì mình cứ khoảng những cái này là được ạ. Hansa nha các, Hansa Made in Japan ạ. Hansa Made in Japan. Cái này thì cân có thể đẩy lên đẩy xuống nha. Mình xoay lên xoay xuống này, rất là xịn nha các. Hàng này thì dành cho các mình sử dụng chuyên nghiệp. Hansa Made in Japan. Và mã số là mã số 22 nha các anh. Mã 22 giá cây Tripod này là 650.000, 650.000 mã 22. Các em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các đã xem hết video của kênh em.
ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nha các anh, và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em nha. Chào tạm biệt các anh ạ.